Kính chào quý khán giả. Mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 11 năm 2023, chương trình có những nội dung chính như sau. Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu khảo sát các địa điểm sạt lở ngập úng trên địa bàn thành phố. Cần Thơ nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 9 tháng 11 giúp lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật. Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% áp dụng từ hôm nay 9 tháng 11. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, sáng nay, Quốc hội thảo luận về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 53/2017 về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành và dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Cho ý kiến về việc điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết 53 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành. Ý kiến đại biểu cho rằng, đề xuất kéo dài thời gian thực hiện giải ngân số vốn đã giao trong kế hoạch năm 2021 sang năm 2024 là chưa thực sự phù hợp với một số luật. Ngân sách nhà nước năm 2021 đã trình Quốc hội quyết toán tại kỳ họp thứ 5, tức là đã quyết toán cả cái số bộ chi rồi. Việc thực hiện là không phù hợp với quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước. Thứ hai, thiếu cơ sở pháp lý để Quốc hội xem xét quyết định nội dung này. Điều 19 của luật ngân sách nhà nước quy định các nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội về ngân sách nhà nước cũng không có nhiệm vụ quyền hạn này. Các đại biểu đề nghị cần đánh giá lại nguyên nhân của việc điều chỉnh về thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư, bởi kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tiến độ giai đoạn 1. Về dự thảo nghị quyết thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, đại biểu còn băn khoăn về danh mục các dự án kèm theo dự thảo nghị quyết trình Quốc hội lần này. Cái ví dụ như điều 3 chúng ta ghi là nguyên tắc và tiêu chí thì tôi đọc, tôi chả thấy có cái tiêu chí gì cả. Ở đây thực ra là một số cái bước thủ tục thôi. Còn tiêu chí nó phải đáp ứng ba cái yêu cầu. Thứ nhất là tính hiệu quả. Thứ hai là tính hợp lý và thứ ba là tính cấp thiết. Đặc biệt là cái tính cấp thiết để dẫn đến cái chuyện là phải có cơ chế đặc thù. Nếu mà chúng ta đọc kỹ đó thì cái quy trình trong nghị quyết này nói là nếu như muốn xin bổ sung cái dự án để đưa vào danh mục thì chính phủ trình lên và ủy ban thường vụ quốc hội xem xét. Có nghĩa là cái thẩm quyền xem xét đưa dự án nào vào cái diện đặc thù này là thẩm quyền của ủy ban thường vụ quốc hội. Vậy thì tôi xin hỏi những cái danh mục dự án đang tồn tại đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và đặc biệt là Ủy ban Kinh tế đã thẩm tra ba cái yếu tố này chưa? Tính hợp lý, tính cấp thiết và cái hiệu quả. Bởi vì như thế thì đại biểu Quốc hội mới yên tâm bấm nút được. Cái bây giờ chúng tôi bấm nút cái nghị quyết chung thì được rồi. Nhưng mà bấm nút cả một loạt cái dự án này thì chúng tôi không có điều kiện thẩm tra. Đại biểu cho rằng, với đặc thù dự án công trình giao thông đường bộ đi qua nhiều địa phương, tương ứng với chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng khác nhau, đang xen nguồn vốn khác nhau sẽ làm cho dự án khó được thực hiện hoàn thành, gây khó khăn cho các cơ quan chủ quản trong quá trình triển khai các hạng mục dự án. Từ thực tiễn triển khai, dự án tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô cần cập nhật bổ sung cơ chế đối với loại dự án này và điều 6 dự thảo nghị quyết theo hướng 1. Tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng thành dự án thành phần hoặc tiểu dự án trong dự án tổng thể và giao cho các địa phương có tuyến đường đi qua thực hiện. Hai dự thảo nghị quyết này được tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện và thông qua vào cuối kỳ họp. Chiều nay, ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo một số sở có buổi khảo sát các địa điểm sạt lở, ngập úng trên địa bàn thành phố. Đoàn đến khảo sát kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc khu vực Thới Thuận, phường Thái An Đông, quận Bình Thủy và các điểm sạt lở dọc tuyến sông Trà Nóc. Tại quận Ô Môn và huyện Thới Lai, đoàn đến kiểm tra dự án đang triển khai thi công bờ sông Ô Môn, tình hình sạt lở trên tuyến sông này thuộc địa bàn xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai. Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu địa phương chủ đầu tư quan tâm khi xây dựng kè cần kết hợp phát triển giao thông. Các địa phương có điểm sạt lở khẩn trương triển khai các giải pháp để khắc phục ổn định cuộc sống cho bà con, đặc biệt quan tâm kiểm tra rà soát lại những điểm có nguy cơ sạt lở sụp lún và đề ra các giải pháp ứng phó phù hợp.
Từ đầu năm đến nay, thành phố Cần Thơ có 39 điểm sạt lở làm sập hoàn toàn 8 căn nhà, 21 căn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức dự hội nghị công tác nhân sự năm 2023. Dự hội nghị có trưởng ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ Lê Tấn Thủ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Tấn Hiển. Hội nghị nhằm tổng kết đánh giá hoạt động công tác quản trị và phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua và truyền tải thông điệp về định hướng phát triển cũng như cam kết của ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương đối với mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng yêu cầu triển khai chiến lược, kế hoạch kinh doanh. Thông qua hội nghị sẽ góp phần củng cố, cập nhật và nâng cao kiến thức cho các cán bộ phụ trách nhân sự tại các đơn vị trong hệ thống. Quý khán giả thân mến, qua 20 năm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đi cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thành phố Cần Thơ phát triển mạnh mẽ lĩnh vực công nghệ thông tin, để từ đó đưa hoạt động thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố đạt nhiều thành tựu nổi bật. Có thể nhận thấy, dịch vụ viễn thông và Internet liên tục phát triển, ngày càng rút ngắn khoảng cách thông tin giữa thành thị và nông thôn. Trong đó, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện chuyển đổi số đã từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn hiện nay. Sau 20 năm nỗ lực không ngừng, hạ tầng viễn thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã được chú trọng đầu tư phát triển, thúc đẩy phát triển băng rộng cáp quang. Đến nay có trên 72% hộ gia đình có kết nối mạng cáp quang, trên 89% người dân trưởng thành có thiết bị di động thông minh, phủ sóng thông tin di động và thông tin di động băng rộng 3G, 4G, thí điểm thông tin di động 5G đến 100% địa bàn dân cư, đã hoàn thành mạng băng rộng đến 100% xã phường, các trường học, cơ sở y tế. Sau 20 năm thì cái phát triển về cái công nghệ thông tin nó rất là vượt bậc, đặc biệt là nhà nhà là ai cũng có cái điện thoại thông minh là để là cập nhật những cái thông tin về cái kiến thức pháp luật, là cũng như là trong cái dịch vụ công, trong cái nạp hồ sơ. Nếu như sau khi chia tách, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở bước cơ bản, các ứng dụng nhỏ lẻ rời rạc, đến nay thành phố Cần Thơ đã hoàn thiện hạ tầng số, nhiều nền tảng số và dữ liệu số được tạo lập, đẩy mạnh phát triển chính quyền số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành quản lý các ngành lĩnh vực hiệu quả và thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển đô thị thông minh, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Hạ tầng viễn thông trong hệ thống cơ quan nhà nước thì đáp ứng đảm bảo 100%, các cái máy chủ, máy chạm đều được kết nối phục vụ Internet tốc độ cao. Đối với người dân thì đảm bảo 100% hạ tầng viễn thông đến tới 100% hộ trên địa bàn. Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được từ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử ở những năm trước. Bắt đầu từ năm 2021, cùng với cả nước, thành phố Cần Thơ đã khởi động xây dựng chương trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Với sự quyết tâm, nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân, bước đầu chuyển đổi số thành phố Cần Thơ đã gặt hái những kết quả đáng khích lệ. Năm 2023 là năm thứ 3 Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá chỉ số chuyển đổi số DTI của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Lần đầu tiên thành phố Cần Thơ xếp hạng 5 trong tổng số 63 tỉnh thành về chỉ số chuyển đổi số DTI 2022, tăng 10 bậc so với năm 2021. Còn với chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông Việt Nam năm 2022, Việt Nam ICT Index, thành phố Cần Thơ đạt 0,6808 điểm, xếp hạng 2 cả nước. Chỉ số ICT Index thành phố Cần Thơ đã có nhiều cải thiện và tăng bậc trong những năm gần đây. Thành phố Cần Thơ hiện có khoảng 670 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, doanh thu đạt 6.718 tỷ đồng. Đến nay có 100% doanh nghiệp đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử, nộp thuế, kê khai thuế qua mạng. Chuyển đổi số đã đem lại cho doanh nghiệp cơ hội và thách thức để bứt phá vươn lên trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 diễn ra mạnh mẽ.
Nhu cầu về chuyển đổi số của các khách hàng cũng như là của các cơ quan doanh nghiệp rất là nhiều. Nhu cầu về cái nâng cao năng lực phát triển đội ngũ của các cái đơn vị cũng đặt ra rất là nhiều cái nhu cầu lớn. Thì trung tâm thì có hai cái khoảng hoạt động chính, đó là cái đào tạo cái nguồn nhân lực công nghệ thông tin cũng như là phát triển các sản phẩm phần mềm. Cơ hội là triển khai nhiều các khóa đào tạo hơn, rồi phát triển các sản phẩm phần mềm của mình ngày càng đa dạng hơn để đáp ứng cái nhu cầu cho khách hàng. Qua thời gian tới thì thành phố là cũng sẽ tập trung thực hiện chuyển đổi số trên là các cái lĩnh vực ưu tiên, nâng cao cái năng lực quản lý điều hành của chính quyền các cấp, rồi là tạo cái thuận lợi cho cái việc người dân là tham gia thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến, tăng cường khuyến khích bà con là thực hiện là thanh toán không dùng tiền mặt, rồi đưa các cái sản phẩm của người dân, của doanh nghiệp lên các cái sàn thương mại điện tử, kêu gọi các cái doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tư vào cái khu công nghệ thông tin tập trung của thành phố, tập huấn rồi hỗ trợ cái kỹ năng số cho người dân. Sau 20 năm trở thành thành phố trực thuộc trung ương, thành phố Cần Thơ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ về mọi mặt, nỗ lực không ngừng để vươn lên trở thành trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp chung của đất nước. Trong đó, chuyển đổi số đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển chính phủ số, xã hội số, công dân số. Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức nổi bật khác. Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11, sáng nay Khoa luật Trường Đại học Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức người lao động sinh viên thông qua phiên tòa giả định. Phiên tòa giả định được ban tổ chức xây dựng dựa trên vụ án có thật đã được xét xử, đó là vụ án hình sự vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Tại phiên tòa giả định, quá trình xét hỏi, tranh tụng và tuyên án đã truyền tải nội dung pháp luật vào cuộc sống, giúp cho người xem có hành vi ứng xử phù hợp với các quy định của pháp luật, phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. Kết thúc phiên tòa giả định là phần giao lưu, đại diện ban tổ chức đã trả lời các câu hỏi thắc mắc của sinh viên liên quan đến phiên tòa giả định, giúp sinh viên hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông đường bộ. Dịp này, Khoa luật Trường Đại học Cần Thơ đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhằm hỗ trợ qua lại trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Sáng nay, Câu lạc bộ Lý luận Trẻ trực thuộc Đoàn khối Cơ quan Dân chính Đảng thành phố Cần Thơ cũng tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Tham gia hoạt động gồm thành viên Câu lạc bộ Lý luận Trẻ và đoàn viên các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn khối. Tại đây, đoàn viên được nghe báo cáo viên phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 và tham gia cuộc thi trắc nghiệm kiến thức về các luật được tuyên truyền. Hoạt động này nhằm cung cấp thêm kiến thức cho đoàn viên, góp phần đưa công tác phổ biến và giáo dục pháp luật đến thanh niên trong khối đạt hiệu quả. Thưa quý vị, sáng nay, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9 tháng 11. Các hoạt động đã góp phần thiết thực đưa pháp luật vào cuộc sống, giúp cán bộ, viên chức và học viên nhà trường thêm nắm rõ các quy định của pháp luật để vận dụng vào công tác và học tập. Tăng cường năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, tạo môi trường pháp lý cho người dân, doanh nghiệp là chủ đề mà Trường Chính trị thành phố Cần Thơ chọn để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Theo đó, có các hoạt động tuyên truyền như phổ biến pháp luật, bảo vệ bí mật nhà nước năm 2020, luật hợp tác xã năm 2023. Qua đó, giúp viên chức nhà trường và học viên đang học các lớp trung cấp lý luận chính trị tập trung, nắm rõ các quy định của pháp luật, vận dụng vào công tác học tập. Cái luật bảo vệ bí mật nhà nước hiện nay được là đảng và nhà nước rất là quan tâm. Và đặc biệt là cái luật bảo vệ bí mật nhà nước nó gắn trách nhiệm rất là lớn đối với cán bộ công chức viên chức trong chúng ta thực hiện cái quy trình mà thủ tục và soạn thảo sao chép chuyển giao gửi nhận văn bản vào nhà nước và hiện tại thì với cái tốc độ phát triển của công nghệ hiện nay thì nếu mà chúng ta không có nắm vững có luật bảo vệ bí mật nhà nước thì vô tình chúng ta dễ cái vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt là vi phạm luật bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng. Là công dân của nước Việt Nam thì trước tiên là luôn tuân thủ theo các quy định về pháp luật của nhà nước Việt Nam. Ngoài ra thì trong cái công tác tại địa phương cũng thường xuyên là
xuống gặp gỡ tiếp xúc người dân để tuyên truyền những cái nội quy quy định, những cái luật pháp về cho người dân hiểu và thực hiện. Đối với cái việc mà thực hiện các cái quy định pháp luật thì hàng tháng và hàng quý thì trường đều có một cái buổi sinh hoạt các cái quy định pháp luật mới có hiệu lực hoặc là có thể là cái chính sách chủ trương mới của địa phương. Qua đó đó thì giúp cho giảng viên, nhất là giảng viên có thể là cập nhật các cái thông tin, các cái quy định pháp luật mới vào cái bài giảng của mình để báo cáo với học viên qua các cái buổi học ở trên lớp. Và đồng thời qua đó đó thì cũng có thể là so sánh đối chiếu hoặc là có những cái lưu ý cho học viên trong cái quá trình mình áp dụng pháp luật theo cái quy định thẩm quyền của mình. Dịp này, Trường Chính trị thành phố Cần Thơ còn tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật thông qua hái hoa dân chủ. Thưa quý khán giả, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% áp dụng từ hôm nay 9 tháng 11. Với việc điều chỉnh này, giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 86,41 đồng 1 kWh từ 1.920,3 đồng lên mức giá mới là 2.006,79 đồng 1 kWh chưa bao gồm VAT. Như vậy, kể từ đầu năm tới nay, EVN đã hai lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền với mức tăng 3% và 4,5%. Với mức tăng hai lần trong năm nay, giá điện đã tăng thêm hơn 142,35 đồng 1 kWh. Tại phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Thới Lai, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ vừa tiến hành giải ngân đợt đầu tiên cho khách hàng là người chấp hành xong án phạt tù theo quyết định số 22/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đợt này mỗi khách hàng được vay 90 triệu đồng, phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Thời gian vay là 60 tháng, lãi suất 6,6% một năm. Nguồn vốn được nhận, các khách hàng sử dụng để đầu tư cho sản xuất trồng trọt, phát triển kinh tế gia đình. Theo quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, mức cho vay để đào tạo nghề là 4 triệu đồng một tháng một người. Đối với vay vốn để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng một người. Cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 2 tỷ đồng một dự án và không quá 100 triệu đồng một người lao động tại cơ sở sản xuất kinh doanh. Lãi suất cho vay bằng cho vay đối với hộ nghèo quy định theo từng thời kỳ. Thưa quý vị, thi đua vận hành sản xuất kinh doanh hiệu quả cao là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Từng công ty doanh nghiệp có cách thức phát động phong trào hoạt động phân diệt phù hợp, từ đó mà văn hóa doanh nghiệp hình thành. Thời gian qua, cán bộ, đảng viên các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã góp phần quan trọng trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn với sự phát triển của đơn vị. Phóng sự được thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam 10 tháng 11. Hai máy phân loại lông vũ nhập về được đội ngũ kỹ thuật công ty Quang Long Meco triển khai lắp ráp và phát huy tốt công năng. Đây là một trong những thành tích vinh dự nhận giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2023, giải thưởng 5 năm tổ chức một lần của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Chuyên gia người ta không qua nắm được, nên là ở đây là em sẽ nghiên cứu là những cái bản vẽ mà người bên phía nhà bán máy người ta cung cấp, sau đó là tự nắm và tự viết cái phần mềm để cho máy nó hoạt động luôn, tính ra tiết kiệm khoảng 400 triệu đồng. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời khuyến khích sáng kiến, cải tiến được công ty Quang Long Meco tổ chức định kỳ, tạo thành sinh hoạt nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực. Công ty chúng tôi có xây dựng một cái văn hóa là tổ chức sinh nhật tập thể mỗi tháng cho công nhân. Trong cái buổi tổ chức sinh nhật tập thể này, thì chúng tôi để cho công nhân tự do phát biểu cả vấn đề công nhân bức xúc và cả vấn đề công nhân sáng kiến. Nếu sáng kiến anh mà thật sự có hiệu quả, tức là có thực khả thi đó, làm được đó, thì ban đốc sẽ khen thưởng. Còn dù anh sáng kiến mà nó có thể là nó không hiệu quả mà không làm được thì thôi, phải không? Thật ra công dân rất mạnh dạng vấn đề này, tức là cái nếp sinh hoạt ở đây. Ở công ty cổ phần Mai Tây Đô hiện có trên 1.000 lao động. Nhìn chung công ty rất chú ý đến vấn đề ổn định việc làm, đảm bảo thu nhập, tạo sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp. Các chế độ chính sách theo quy định được công ty quan tâm đảm bảo cho người lao động. Các trường hợp đau ốm, hoàn cảnh khó khăn cũng kịp thời có sự hỗ trợ. Cùng với việc đầu tư máy móc, công nghệ, thì phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật cũng được phát động hàng tháng, hàng quý. Hỗ trợ cho anh chị em công nhân để là hạn chế những vấn đề là anh chị em sử dụng cái sức lao động mình quá nhiều. Ví dụ như hồi đó là tụi em là may cái miệng túi đi, là tụi em phải ủi cái miệng túi xong rồi tụi em mới may. Nhưng bây giờ là bộ phận công nghệ và kỹ thuật
là làm tới cử luôn, là mình chỉ cần đặt lên đây một lần là xong cái miễn túi. Ý thức của người lao động ở đây rất là được nâng cao, thậm chí là trong những cái lúc hoàn cảnh khó khăn như là dịch bệnh chẳng hạn thì cán bộ nhân viên cũng luôn đoàn kết, quan tâm và hỗ trợ lẫn nhau, giúp mọi người từ trong khó khăn để vượt qua tất cả để hoàn thành được kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Đảng ủy khối tiếp tục là chỉ đạo cấp ủy, là cán bộ đảng viên người lao động trong khối là học tập theo Bác gắn với từng cái nhiệm vụ chuyên môn. Ví dụ như là cái mô hình là tự soi, tự sửa, cũng như là trong cái nếp sống văn hóa doanh nghiệp. Tới đây thì cũng đảng ủy khối sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát để nhân rộng, cũng như kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, những cái tập thể mà học tập tiêu biểu theo Bác. Văn hóa của từng doanh nghiệp là tổng quà về nhận diện thương hiệu qua nhiều góc nhìn, vận hành, sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người lao động. Trong đó đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội và cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Quý khán giả thân mến, theo Tổng cục Hải quan, sầu riêng xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 10 năm nay giá trị có thể đạt mức cao kỷ lục từ 450 đến 500 triệu đô la Mỹ. Tính chung 10 tháng của năm nay, giá trị sầu riêng xuất khẩu lên tới 2 tỷ 200 triệu đô la Mỹ. Con số xuất khẩu ấn tượng của sầu riêng đã giúp kim ngạch xuất khẩu rau quả 10 tháng của năm nay đạt hơn 4 tỷ 900 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 78% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo xuất khẩu ngành hàng rau quả cả năm 2023 có thể đạt 5 tỷ 500 triệu đến 5 tỷ 800 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, ở thành phố Cần Thơ có một khu chợ đầu mối lâu đời nhất. Chợ này bán lẻ vào ban ngày và bán sỉ vào ban đêm. Chợ tập hợp nhiều mặt hàng nông thủy hải sản tươi, không chỉ cung cấp cho các tiểu thương trên địa bàn thành phố mà còn phân phối cho các tỉnh thành lân cận. Vâng ạ, chợ mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là chợ Tân An trên đường Hai Bà Trưng, quận Ninh Kiều. Hiện chợ Tân An có khoảng 400 lô dựa sạp kinh doanh. Mỗi đêm chợ bán ra khoảng 15 đến 20 tấn thủy sản các loại. Và để biết thêm cảnh nhộn nhịp về đêm tại đây như thế nào, mời quý khán giả cùng theo chân phóng viên đài chúng tôi ngay sau đây. Giờ gửi 10 giờ tới nguyên đêm luôn, có đồ xuống là chị bán luôn tới giờ này luôn, tới cỡ 6 giờ sáng chị mới dọn. Chị thấy là buổi khuya là nó nhộn nhịp hơn chợ ngày. Ớt xả thì chị bán khoảng 100 ký, còn ớt thì cỡ 60-70 ký vậy đó. Còn như đồ kia thì nói chung là một món đồ chừng 200-300 ký vậy đó, nhưng mà chị bán nhiều món. Gần 20 năm nay, trừ đêm 30 mùng 1, ngày nào anh Nguyễn Minh Sang cũng đều ra chợ vào lúc 11 giờ khuya. Bán những cái mặt hàng này nè, như cá, bò, tôm, xúc xích. Bạn hàng đi giờ nào là mình có phải có mặt giờ đó, đặng mình giao cho bạn hàng. Tao bán về khắp chợ mà, đặc biệt nhất cái giờ khoảng từ 2 giờ tới 3 giờ. Rồi giờ đó nhộn nhịp, rồi tới sáng là khoảng 4 giờ tới 5 giờ. Nhưng mà giờ này giống như là đã thức đêm quen rồi, cho nên về ban ngày ngủ thôi, còn ban đêm là phải thức suốt luôn vậy. Bạn hàng khắp nơi, từ các quận huyện của thành phố Cần Thơ, các tỉnh thành lân cận đến đây để bổ hàng. Kẻ bán người mua, ai cũng khẩn trương để kịp đưa hàng hóa về những phiên chợ vào sớm mai. Đi khoảng cỡ 3 giờ rưỡi đó, lấy thì nói chung đủ mặt hàng, hàng xong, có gì mình lấy đó. Nói chung đây chợ đầu mối thì dĩ nhiên phải tươi rồi, nhiều đồ, cá, tôm, tép, nhưng mà thường thường lấy ít à, đầu xong mới lên. Chỉ có chợ này là đông nhất thôi, chợ Tân An là chợ đầu mối mà bán đồ rất là rẻ, đi mua nói chung là nhiều, tại vì mua đặng mà để mà giao cho mối á. Giao cho mối của mình riêng, quán cơm, rồi quán ăn, nói chung ra là đủ thứ cá đó. Rồi ớt, lương, nhiều lắm, khoảng chừng 20 hay mấy mặt hàng đó. Khi nào mà dữ lắm bệnh rồi mới nghỉ thôi, ngày nào cũng phải đi. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng, một đêm trắng vất vả lại qua đi. Bạn hàng mua sỉ đã hết, các chủ dựa kết sổ trước khi trở về nhà nghỉ ngơi. Lúc này những sạp hàng bán lẻ phía trên nhà lòng chợ đã chuẩn bị buôn bán rôm rã,
rau củ quả, cá tôm để phục vụ cho người dân những mặt hàng tươi ngon. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.